dòng sông êm đềm, mắt em thầm trao lấp lánh trời sao. Mênh mang dòng sông tắm mát tâm hồn em, lao sao xuồng ghé sóng vỗ, nhịp tràn con tim anh. Lòng anh khát cháy những nỗi niềm yêu, như sa mạc khao khát, khao khát ngày mưa. Ngờ đâu em đến tươi mát sa mạc yêu. Ôi những con sông dài mềm dáng em, và gió thét gào và nước sông hát vang, khúc hoan ca quay cuồng trong phong ba, trời làm thêm bao dòng có sóng xô nghiêng tình ta, bên cũ xuồng xưa vắng ai nhiều. Rồi, chúc mừng Út Ráng. Chúc mừng. Cảm ơn anh Việt. Anh có làm gì đâu, em được nhận vào AX là do năng lực của em đó chứ. Nhưng mà nhờ anh giới thiệu. Lúc trước anh được nhận vô xưởng nấm nghe tàu là nhờ em. Bây giờ một điều hay. Anh Việt uống bia không? Vụ này trọng đại vậy mà đi khao không vậy? Không sao, lâu lâu làm con nít cũng được. Ê, dám kêu tụi em là con nít phải không? Ê, bình tĩnh, không phải là anh Thành kiến cận đâu à nghe. Tia đã chẳng án, sao em không được vui? Em vui chứ, nhưng cũng thấy thương chú Tư hơn. Ông đã tự thú tội, chắc chắn hình phạt sẽ được giảm nhẹ. Cũng mong là vậy. Thằng Việt chắc nó cay cú lắm. Không hẳn như vậy đâu. Có vẻ như ông nhỏ muốn nghĩ tốt về nó. Ông nhỏ tưởng tượng xem, nếu tí em lãnh án tù thì cuộc sống của em sẽ ra sao. Nên để cho chuyện đó qua đi. Và em cũng không muốn Nam Đô nhắc tới anh Việt nữa. Tại sao? Nó làm em khổ. Và nó tiếp tục tồn tại trong em theo kiểu này thì anh cũng không sao yên lòng được. Cách tốt nhất đem quên anh Việt là đừng ai nhắc tới ảnh nữa. Út Ráng đi làm rồi sao đi học? Mình làm việc bán thời gian, chủ yếu là cung cấp ý tưởng. Trời ơi, nghe mà phát sốt vậy đó. Chị Tú nói mình có cái nhìn rất lạ và mới mẻ. Đúng đó, có rất nhiều sản phẩm nhắm vào khách hàng tuổi cập kê. Bởi vậy cần phải có những cái nhìn thật trẻ. Mà sao Út Ráng lại muốn đi làm? Mình đang chuẩn bị để không phải xài tiền gia đình. Cứ khéo lo. Mình muốn sống độc lập để khỏi phải phụ thuộc vào gia đình. Khi đó gia đình sẽ không thể rầy la hoặc cấm cản bất cứ điều gì. Gia đình cấm cản điều gì? Anh Việt không biết đâu. Rồi có lúc em sẽ nói cho anh hiểu. Là sao? Con nhỏ nhìn nè. Có chuyện gì? Mình đi khỏi chỗ này đi. Khoan đã. Tại sao? Út nhỏ. Em rất tiếc là em cứ hay thay đổi tâm trạng khiến anh mất vui. Anh hiểu. Đây là nơi nhạy cảm. Thấy em buồn
anh cũng rất đau lòng. Nhưng mà khác, anh là như một kẻ nghiện. Anh nghiện chính cái nỗi buồn của em. Dù em có buồn bã đến mức nào, anh cũng cảm thấy sung sướng khi được ở bên em. Tưởng chẳng bao giờ gặp lại cô nữa. Làm gì đến nỗi tôi có lấy cắp của anh đâu. Không lấy cắp thì là gì? Tôi chỉ mượn tạm rồi gửi vô tiệm cầm đồ. Thật ra đôi khi tôi cũng ăn cắp tiền của những ông khách đáng ghét. Muốn không? Muốn phải không? Cứ tự nhiên đi. Tôi đâu có gì để cảm ơn người khác ngoài cái cách này. Cô hay cảm ơn theo cách này lắm mà. Rất hiếm khi. Bởi rất hiếm có đàn ông đối xử tốt với tôi. Giờ làm sao? Bữa nay có một ông khách bao tôi 200 đô. Nhưng khi tỉnh rượu, ông lại đòi lại. Anh thấy tức cười không? Rồi cô có trả lại cho ông không? Trả lại thì lấy gì để trả một đống nợ rồi chuộc nhẫn cho anh. Trước đây tôi nhận được tiền bo một vài trăm là chuyện thường. Lúc đó tôi còn làm ở quán bar, ở Vũ Trường á. Vậy mà đùng một cái, vào một đêm xấu trời, tôi thấy mình bị dứt ra ngoài đường á. Hai người chia tay rồi à? Anh còn yêu cô ta phải không? Sao cô hỏi vậy? Làm gì ở đây? Thì cô thấy đó, tôi đang ngủ. Chị là ai? Tôi hả? Gái, gơ, hiểu chưa? Cô lại gì quanh việc vậy? Chị ra ngoài đi, ra ngoài. Cô đâu phải là chủ nhà. Gì vậy? Ông Ráng, không thấy gối mền của anh dưới nền hả? Đi sáng với tụi anh nha. Em ăn rồi. Em gửi anh nộp giùm mẫu design cho công ty. Gì vậy Út Ráng? Đi đi, có con nhỏ đứng đường ở trên trển. Wow, lên coi đi, cho mình dòm chút xíu. Thôi đi mà. Đi. Nó ra làm sao? Bốc lắm hả? Đại biểu đi học mà. Anh việc ngủ với nó hả? Không, hỏi hoài, đi đi. Bao nhánh sông dài, giấc mơ buồn xót xa.
tình thôi đã đánh rơi bên dòng sông xưa. Ngày tóc xanh mây bay ngang đầu, ngày mắt môi chưa quen heo sầu. Ngày ta yêu nhau một ngày chia xa mất. Việc tôi giữ cái nhẫn hay không thì có liên quan gì tới cô? Cô đã từ chối nó, vậy thì hà cớ gì tôi cứ phải giữ nó? Nước sông sẽ mang ngàn nỗi buồn trôi qua năm tháng, dẫu cho sóng sông trào dâng bao điều tàn, dẫu có phong ba cuồng phong nát tan. Hỡi anh hãy mơ con thuyền cũ quay về đêm nay, bước trong cõi riêng mộng xuân đời. Dòng sông dòng sông mãi trôi, dòng sông vẫn hát. Út nhỏ, út nhỏ, út nhỏ, út nhỏ. Sao út nhỏ lại ở đây? Đây là nơi ưa thích của tôi, tôi tới không được sao? Anh vẫn còn nhớ như in ánh mắt của út nhỏ khi rời tòa án. Út nhỏ vẫn còn yêu anh, đúng không? Anh làm rồi. Tối nay Út nhỏ có nhà không? Gì? Anh muốn tới nhà Út nhỏ. Sao? Nè, tối nay tôi không có nhà đâu, anh đừng có tới. Anh vẫn tới, anh muốn gặp tía em. Ngày tóc xanh bay bay ngang đầu, ngày mắt môi chưa quen heo sầu. Ngày ta yêu nhau một ngày chia xa mãi. Sóng sóng cuốn trôi cành hoa xinh đẹp người, bao tô phong ba tình người sao đáng cay. Vẫn mơ đến anh con thuyền cũ sông sẽ mang ngàn nỗi buồn trôi qua năm tháng, dẫu cho sóng sông trào dâng bao điều tàn, dẫu có phong ba. Alo, em nghe đây Năm Đô. Sao lâu vậy nhỏ, anh chờ từ nãy vậy? Alo, alo, có nghe nói gì không? Chừng nào anh tới? Alo. Dòng sông mãi trôi, dòng sông vẫn hát, phù sa ngát hương. Mày đâu vậy? Hả? Em muốn gặp bác ba. Cái gì? Cút đi, không đợi nào tía tao thèm gặp mày. Mày điếc hả? Chuyện gì đó? Thưa bác, bữa nay con đường đột tới đây là để xin phép bác cho con được cưới Út nhỏ. Cái gì? Mày nói gì? Thưa bác, thời gian qua con có gì không phải, xin bác và gia đình bỏ qua cho con. Mày nói cái dễ mày. Hai Long, tôi không biết Út nhỏ nó yêu cậu hay không. Đời nào Út nhỏ nó yêu này, nó đang cặp với Nam Đô mà. Ông này, giờ rồi cậu hành động gì thù hận? Dạ thưa bác, con làm gì trách nhiệm và sự đau khổ của gia đình bác Bảy, nhưng vẫn có thù hận, đúng không? Dạ đúng. Điều đó không phải là quá tệ, bởi vì tôi cũng đang nuôi dưỡng thù hận.
Cha cậu đã lấy mất của gia đình này một phụ nữ, nên cậu không thể lấy đi người thứ hai. Thưa bác, con... Tôi không bao giờ gả con gái cho cậu. Cậu về đi. Thưa bác, con yêu Út nhỏ. Con yêu cậu hơn bất cứ thứ gì con có trên đời. Con sẵn sàng quỳ lạy bác bao nhiêu cũng được. Mong bác hãy nghĩ lại. Mong bác hãy cho con được cưới Út nhỏ. Con xin bác, trăm ngàn lần xin bác và gia đình. Tôi nói rồi, bất di bất dịch. Bác ba, bác hãy nghĩ lại. Mày nghe tôi nói rồi đó, đi về đi. Thằng gì nó muốn gì vậy? Xin cưới Út nhỏ. Bộ nó khùng vậy sao? Nè, nếu biết anh tới đây về chuyện này thì tôi đã khuyên anh đừng tới. Út nhỏ đâu chị hai? Sớm giờ chị không thấy. Anh làm gì vậy? Anh điên hả? Tôi chết rồi. Chuyện gì vậy? Thằng Dương nó chở nhỏ đi rồi. Nó về đây. Nó đi mất rồi. Trời ơi, nó tính làm gì con Út nhỏ đây? Tại sao lại đưa tôi tới đây? Anh làm cho gì vậy? Tôi tới đây đồ xấu xa đi rồi. Đồ quỷ số thiên rồi. Trần Hồng, đừng không làm gì được tôi. Buông tôi ra, thả ra cho tôi về. Gọi điện thoại cho nó thử coi. Em gọi nhiều lần rồi nhưng mà không được. Thì cứ thử lại đi. Em không tưởng tượng được nó sẽ làm gì Út nhỏ. Chưa bao giờ dám nghĩ hai đứa mình lại có nhau như vậy. Anh chợt nhớ là từ khi anh tới miền Tây, tụi mình chưa bao giờ tắm chung dưới ánh trăng. Anh
Dưới mặt nước là Ma Gia đang sẵn sàng lôi tuột mình xuống, còn trên mặt nước là sự yên bình. Từ nhỏ em đã cảm nhận rất rõ cái ranh giới mong manh giữa sự mê say và nỗi sợ hãi. Bây giờ chúng ta cũng đang cảm nhận rất rõ cái ranh giới đó. Tạm quên chuyện đó đi anh. Có nè. Thiệt chứ, tí mà biết là nó chết. Chị hai vô ngủ đi. Em về hả? Em sẽ chờ cho đến khi Út nhỏ trở về. Ta đang có một đêm thật tuyệt. Và để nó không phải là đêm cuối cùng, Út nhỏ hãy đi với anh. Đó là cách duy nhất để chúng ta không bao giờ rời xa nhau nữa. Lên Sài Gòn, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Anh có thể lo cho em học bất cứ thứ gì em muốn. Diệp ơi, ra đi em sẽ chịu nhiều mất mát, nhưng trong một chừng mực nào đó anh có thể bù đắp cho em phần nào. Dì cũng biết là em không thể mà. Ráng can đảm lên, chỉ một lần này thôi Út nhỏ. Nhưng em còn có trách nhiệm với xưởng, với cái nghề đã gắn bó với dòng họ bao đời nay. Và làm sao em có thể từ bỏ gia đình, bỏ tí mà đi được. Có thể ở với Việt đêm nay và dài đêm nữa, nhưng em không thể bỏ tí mà đi luôn được. Em muốn có một đứa con, hãy cho em một đứa con. Việt ơi, nghe Việt. Cho dù có bao nhiêu đứa con đi nữa thì tí cũng sẽ không bao giờ cho phép em lấy anh. Khi đó em không chỉ đau khổ bội phần mà còn đánh mất cả tương lai của mình nữa. Nghe anh, hãy ra đi cùng anh.
Em muốn mua ít bông. Chú tính lấy bao nhiêu? Dạ, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Hết chuyện này luôn hả chú? Dạ. Con đem ra xuồng cho chú nghe. Chú, hôm nay đâu phải ngày 8 tháng 3 hả chú? Hay là chú lấy vợ? Cũng gần gần như vậy. Con chưa thấy ai mua hoa nhiều như chú. Đi đi con. Dạ. Dòng sông tắm mát tâm hồn em. Lao sao xuồng ghé sóng vô. Nhịp tràn con tim anh, lòng anh khát cháy những nỗi niềm yêu, như sa mạc khao khát, khao khát ngày mưa. Ngờ đâu em đến tươi mát sa mạc yêu, ôi những con sông dài mềm dáng em. Gió thét gào và nước sông hát vang, khúc hoan ca quay cuồng trong phong ba. Trời làm thêm bao dòng, có sóng xô nghiêng tình ta. Bên cũ xuồng xưa vắng ai điều hiểu. Và sóng thét gào và bao dòng cuốn trôi, những yêu đương hẹn thề hôm nào. Giờ xuống ghé đứng bờ bờ, có sóng dù mang bao dòng vẫn chưa phù sa ngã thương. Dòng sông hát, dòng sông mơ. Con xuồng trôi thương anh vì đâu cứ nỡ đọa đầy sông quanh con. Lòng em khát cháy những nỗi niềm yêu, như cánh buồm khao khát, khao khát cuồng phong. Ngờ đâu anh đến gió lòng cánh buồm yêu, ôi những con sông dài lãng du. Và gió thét gào và nước sông hát vang, khúc hoan ca quay cuồng trong phong ba. Trời làm thêm bao dòng, có sóng xô nghiêng tình ta. Bên cũ xuồng xưa vắng ai điều hiểu. Và sóng thét gào. Giấc mơ đã qua đi và nó có thể trở lại một lần nữa, một lần cho mãi mãi. Anh rất mong sẽ được rước em ra đi.
bằng một chiếc bè kết đầy hoa như thế này. Vẫn chưa phù sa ngã thương, dòng sông hát, dòng sông mãi trôi, dòng sông hát, dòng sông mãi trôi. Ông nhỏ, ông nhỏ, em không sao chứ? Ông nhỏ, có nghe nói gì không? Ông nhỏ, mày là thứ đồ trâu mặt ngựa gì mày đi làm vậy? Ba đàn không cho phép, và mày cũng đừng mơ tưởng chị lấy nhỏ. Sao mày không để nhỏ yên hả? Tao cảnh cáo mày đừng bao giờ lại gần nhỏ, mày hiểu chưa? Mày nghe chưa? Mày có quyền gì nói tao những điều đó? Tí vô được không Út nhỏ? Dạ được tí. Con làm tia đau lắm. Nếu mà con cứ dây dưa với nó, chắc là tia không sống nổi nữa. Chuyện gì mà hoàng kê em vậy? Có gì đâu, anh đi ngang, anh nhớ em. Tưởng gì, em vô đây. Học trò nó cười cho bây giờ, thả ra đi. Nếu không làm gì, chắc chắn anh sẽ ở bên Quy suốt ngày. Có gì không Hùng? Sao, phóng thuyền hả? Sao vậy anh? Anh có chuyện phải đi gấp. Dạ, em cũng vô đây. Phóng tuyến đâu? Là mình nghe phong thanh vậy. Cái thằng chứ gì đã phá quản lên.
Nhưng có thiệt là nhà nước tính quy hoạch khu này không? Chưa biết. Còn mấy tay bên quản lý đô thị nó làm sao? Người ta muốn lấy đất này làm công viên, họ đang cố cản giúp mình. Lúc trước mình đã nói rồi. Thôi đi, bây giờ vừa thi công vừa phân lô bán gấp. Nhưng mình vẫn chưa hoàn tất hồ sơ. Không phải khách hàng nào cũng chờ sổ đỏ mới mua, hiểu chưa? Đi làm đi. Chào hai cô. Dừng chi vậy? Có gì không anh Thành? Tôi muốn mời hai cô đi uống nước. Đang về nhà nè, không thấy hả? Thành, nói nghe nè. Gì? Xuống xe đi. Chi vậy? Thì cứ xuống đi. Mình qua công ty cái đã. Ê, 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 ê. Tôi mới đi một mình với anh đâu. Tôi đâu làm gì đâu cô sợ. Bộ anh tưởng dễ làm gì tôi lắm hả? Cô chờ ở đây nha, tôi đi lấy xe ha. Chào nghe. Xe tôi để ở đây mà, tôi chạy múc vô kia tôi tìm luôn á. Đứng đó làm gì, xong lấy xe đi. Dạ, có lẽ cô gái kín đáo mỉm cười là đủ. Vì là sản phẩm mới nên họ cần tới 10 giây để nhấn mạnh thương hiệu. Dạ dạ. Alo. Sự im lặng của em đang làm cho anh sợ. Em không thể bỏ đi với anh sao? Anh hiểu là có rất nhiều khó khăn. Nhưng em đã đang vượt qua. Chỉ một lần này thôi Út nhỏ. Út nhỏ. Còn làm tia đau lắm. Nếu mà còn cứ dây dưa với nó, chắc là tia không sống nổi nữa. Em có nghe anh nói gì không? Út nhỏ. Việt ơi, em xin lỗi. Cứ xem như giữa tụi mình chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Tới đây rồi ngồi hoài vậy? Tôi đang suy xét về cái thời còn học phổ thông. Anh lại nghĩ tới con nhỏ nữ sinh đó chứ gì? Giờ đây tôi cho rằng đó không phải là mối tình đầu, bởi vì tôi chưa yêu đơn phương. Biết thân phận vậy là tốt đó. Anh có khảo sát về mối tình đầu không? Có. Vậy xác suất trở thành vợ chồng là bao nhiêu phần trăm? Theo thống kê tạm thời thì xác suất đó là 1/1000. Mối tình đầu là thứ đẹp nhất để anh tôn thờ. Đúng vậy, tôi và Hạnh sẽ làm nên một mối tình đầu rất đẹp. Của anh thôi, còn tôi dù có yêu anh thì cũng không phải là mối tình đầu. Anh thấy mình hố chưa? Anh đã yêu bao nhiêu người rồi? Để tôi coi. Tôi đã trải qua 3 mối tình chính thức. Còn những cuộc tình lẻ tẻ vu vơ thì không nhớ nổi. Đàn ông các anh ích kỷ lắm. Lúc nào cũng chỉ mong chờ người yêu của mình nguyên vẹn. Sao? Lại dội thất vọng rồi chứ gì? Có đôi chút. Nhưng dù gì đi nữa, tôi vẫn yêu Hạnh. Ok, nhưng anh Thành ơi, đường nào thì anh cũng chẳng có cửa. Năm đâu. Em xin lỗi. Tối nay em bận rồi.
em còn có trách nhiệm với xưởng, với cái nghề đã gắn bó với dòng họ bao đời nay. Và làm sao em có thể từ bỏ gia đình, bỏ tía mà đi được? Em ở đây làm gì? Về đi anh, nghe em. Em cứ về trước đi. Về đi, theo anh làm gì? Hả? Bây giờ thì con hiểu tại sao lúc trước má lại ra đi. Nhưng con không được như má. Con không dám bỏ tất cả đi ra đi. Má hiểu. Con đã phải chịu rất nhiều hy sinh. Nếu con bỏ đi, tí con sẽ đau gấp đôi. Như má đây, má đã làm tổn thương biết bao nhiêu người. Má có hạnh phúc chứ với người chồng sao không má? Má đã rất hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc luôn phải đặt dưới áp lực dư luận và nỗi dai dứt từ chính lòng mình. Má vẫn có thể nói hạnh phúc đó là quá ngắn ngủi, nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Có một phút giây nào đó, ta gặp được một người và ta hiểu người đó là chính cả cuộc đời ta. Việc có lẽ là như vậy đối với con. Má không biết phải khuyên con thế nào. Nếu con trút bỏ tất cả để ra đi mà không có hạnh phúc, con sẽ ân hận mãi. Vì không chỉ mình con khổ, mà bao nhiêu người khác cũng vì con mà khổ theo. Phần má, chừng nào con có được hạnh phúc, chừng đó má mới trút được lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, quyết định là hoàn toàn tùy thuộc ở con. Xuồng trôi thương anh vì đâu cứ nỡ đọa đầy sông quanh con. Lòng em khát cháy những nỗi niềm yêu, như cánh buồm khao khát cuồng phong. Ngờ đâu anh đến gió lòng cánh buồm yêu, ôi những con sông dài lãng du. Và gió thét gào và nước sông hát vang, khúc hoan ca quay cuồng trong phong ba, trời làm thêm ba
dương.